Hỏi đánh răng chưa? Hỏi là đồ giả. Thôi ngủ đi. Không bao giờ có đồ giả đây. Đánh răng chưa? Dám nghi ngờ. Hello. Dám nghi ngờ mình. Đây này người ta có cái mấy cái cành để câu. Để câu ấy. Được thôi. Kệ đánh răng chưa mà hả mồm hôi quá. Hay là có súc miệng bê hết chưa? Ui nó dài chưa nè. Đúng rồi. Dạ ôi khiếp, nó à. Đang bơi nè, nhìn thấy không, nhìn thấy nó đang trôi không? Nó đang thả trôi đấy ông ơi. Ôi nhìn kìa, con kia kìa. Quầy. Ôi con đấy nó mập địch kìa. Này nó cứ há miệng. Tập thể dục đi nha. Mập béo quá rồi. Béo quá, béo phì con, rồi. Con đấy không phải, con đấy chắc có chửa. Nè, trông nè. Béo phì ấy. Rồi, đứa nào là cha thằng bé? Yeah. Em không biết bởi vì nhiều quá. Mấy chú này leo ra thì mấy hồi leo hết. Thế này mà nó không leo ra được á? Không. Nó do là nuôi cho nên nó chỉ không... thế thôi. Ủa. Mình con này cũng là con này đang chửa đây này, cho nên là nó là đại ca nó ăn hết mồi của con kia. Nó bị béo phì rồi. Không, nó đang là cái chửa. Con tham nhũng ấy. Này, con này móng to à? Trời ơi trông nhìn nha. Ủa con này to hơn kia. Dạ. Trời ơi kinh chưa, to chưa. Đây nhìn nè. Mẹ đã được ăn súp dạ dày cá sấu rồi nhá. Súp bao tử cá. Lại được ăn cả cá sấu. Ủa này con giả đấy. Chỉ có con giả đó bộ, đây chỉ có thật. Đúng vô đi, con giả đấy. Con giả đấy. Em biết liền cái gì, đâu nhảy vô. Đây con mới là con cá sấu thật. Đây là một cái xấu hung tàn, hung tợn nhất. Mà có vẻ bên kia nó tụ tập.